Chào mừng quý cô chú anh chị đã trở lại với kênh Cần Thơ Ký Sự. Chúc sức khỏe quý cô chú anh chị. Thì đã qua những cái ngày mà nước lên rồi quý vị, đường phố chung giờ khô ráo lại ha. Hôm nay trên kênh giới thiệu cho cô chú anh chị ở địa bàn phố Cần Thơ biết được cái địa điểm này cũng khá là hay. Đó là chỗ phát cơm chay Từ Tâm. Nói chung là hoàn toàn miễn phí nha cô chú anh chị. Thì anh chị có hoàn cảnh, nói chung là có nhu cầu đó, ở địa bàn phố Cần Thơ mình biết địa điểm này ha. Đó là 176 Quỳnh Cương, phường cư quận Kiệm phố Cần Thơ, cạnh cái chỗ cái bờ hồ đó quý vị. Nói chung là rất dễ tìm, nó gần gần cái quán Gió Và Nước đó quý vị, chạy tới tí xíu ha. Thì phát cơm cái giờ phát là khoảng 10 giờ đến 14 giờ hàng ngày. Thì một ngày vậy là phát, nói chung thấy có 3 món cơ bản là món mặn và một món xào và một món canh. Nói chung là cũng đổi cái khẩu vị hàng ngày quý vị. Thì này là buổi trưa, mình có ghi hình giới thiệu cho quý vị xem cái địa điểm này ha. Nhắc lại địa điểm là 176 Quỳnh Cương quý vị. Thì anh chị nào ở Cần Thơ mình sẽ biết địa điểm này để đến, có thể là buổi trưa đó mình nhận cơm dùng buổi trưa, điểm tâm buổi trưa. Rồi chúng ta đến, chúng ta sẽ đứng theo thứ tự ha. Thì mấy bạn trong ngày sẽ ra phát cơm. Nói chung là phục vụ buổi trưa quý vị ơi. Rồi ok. Rồi đi ghê có. Rồi buổi trưa mình đến nhận cơm nha quý vị. Nói chung là rất là dễ tìm. Chỗ gần cái quán nước, quán là Gió Và Nước. Dạ mới hay á không chú? Dạ. 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 Chỗ lâu lắm không? Dạ lâu rồi chú, ngày nào cũng. Nhưng mà đi bán bà ốc. Dạ, vậy là hôm nay mới hay. Mới hay mà ông kêu ông thấy vô. Rồi, ví dụ như cô chú nào mà có người á, mình giới thiệu thêm ha. Giới thiệu người quen của mình đó để đến nhận. Mẹ nhà cho bà mẹ thêm phần nữa. Dạ dạ, cứ nói bên trong á, được được, mình cứ nói bên trong. Nhận giùm thay. Rồi ok. Cái này làm lâu chưa anh? Rồi ra ra ra. Rồi mình thắp theo hàng cô ơi. Dạ dạ. Không hết đâu, nói chung là đầy đủ. Còn rất là nhiều, còn rất là nhiều. Rồi nhận về luôn. Rồi. Rồi có người quen thì mình giới thiệu ha. Rồi. Ông không được. Được rồi, được rồi. Dạ đủ rồi. Rồi mình nhắc lại là buổi trưa nha quý vị, 10 giờ đến 14 giờ buổi trưa tại khu vực bờ hồ đường Quỳnh Cương. Cơm chay Từ Tâm ha, 176 Quỳnh Cương quý vị ơi, phường An Cư. Rồi, nhận luôn. Rồi, vô luôn coi. Rồi, đứng từ 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 từ. Rồi ok. Dạ anh ơi cho em hỏi tí xíu, anh ơi anh tên gì ở đâu sao biết lại nhận với anh? Tôi Nguyễn Quốc Tấn. À. Nguyễn Quốc Tấn ở
gần nhau. Hẻm 1, hẻm 1, dịch nấu chao á. Rồi sao mình biết thông tin đây, mình nhận gì á? Cũng có mấy người mà đi bán giá số chung á. Rồi họ lại đây, họ nói có ăn cơm trưa á, lại ngay chỗ bờ hồ nè, có cái cơm từ thiện của phường với lại Mạnh Thường Quân hỗ trợ á. Hỗ trợ ha, 176 Quỳnh Cương ha. Đúng rồi. Rồi, ông gà ăn ngon miệng ha. Dạ, dạ. Rồi có quen ai đó mình giới thiệu thêm nghe chú. Dạ, dạ, cảm ơn. Dạ, 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 dạ. Rồi, dạ. Rồi, chúc bữa trưa nay chú ngon miệng. Rồi, rồi, ok, ok. Rồi, mình xin nhắc lại cô chú một lần nữa cái địa chỉ nha cô chú. Cũng rất là dễ tìm, ở chỗ bờ hồ 176 Quỳnh Cương. Cơm chay từ thiện. Mình cứ có người quen gì đó, mình cứ cho họ cái thông tin địa chỉ để họ đến lúc 10 giờ đến 14 giờ hàng ngày để nhận cơm ha. Thì rất cần sự hỗ trợ của các mạnh thường quân để duy trì cái cơm chay từ tâm này cho nó lâu dài, phục vụ cho nhiều cái bà con mình ở địa bàn của thành phố Cần Thơ nha quý vị. Một lần nữa chúc sức khỏe quý vị rất là nhiều luôn, xem video ủng hộ kênh, cảm ơn và cảm ơn, chúc sức khỏe quý vị luôn. Và trước khi tắt cái ốp cái video này, mình xin đọc lại cái địa chỉ lần nữa. Nó cũng hơi nhàm chán, nhưng mà đọc lại để các anh chị nào biết cái địa chỉ để đến. Đó là 176 Quỳnh Cương, phường cư Quỳnh Kiều, phố Cần Thơ. Cơm chay từ tâm. Rồi hẹn gặp lại những video tiếp theo. Rất là dễ tìm, ngay chỗ quán gió và nước, mình chạy tới chút xíu đó quý vị, sẽ tới địa điểm này thôi. Cảm ơn và hẹn gặp lại.